Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online, và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đàm mỹ cùng truyện đọc Luân Khả Khải Hoàng từ tác giả Catherine với chương 3 kế hoạch đêm Giáng sinh. Cố Nhạc Luân là một thanh niên đơn thuần, nếu không muốn nói là ngây thơ, trong trẻo, thánh thiện nhất quả đất như lời ba vị cận vệ của cậu. Đáp lại tình cảm của một cô bạn học là việc mà cậu cho rằng hiển nhiên mà một quân tử phải làm. Vì nếu thẳng thừng từ chối người ta sẽ đau khổ mà chết mất, trái tim con gái rất dễ tổn thương, biết không? Cứ như vậy, cái danh bạn trai hoa khôi cũng đi theo Cố Nhạc Luân mấy tháng trời. Trong khi ngoài lần Thái Nhã Uyên tỏ tình và cậu đồng ý ra thì e hèm, Thái Nhã Uyên tỏ tình và cậu Luân chần chừ một chút mới đồng ý. Trong khi ngoài lần Thái Nhã Uyên tỏ tình và cậu chần chừ một chút mới đồng ý ra thì không hề có một buổi hẹn hò nào. Dù là hẹn ra căng tin, trường dùng bữa xế cũng tuyệt đối chưa từng nữa, hoàn toàn hữu danh vô thực. Nhưng chuyện này đối với Cố Nhạc Luân cũng tồn tại chút tư vị, bởi vì cậu có thể dựa vào đó mà ra oai một chút với em trai và hai người ba rằng con trai họ không hề kém cạnh yếu đuối, rằng người anh trai này còn có bạn gái trước em mình, cực kỳ là khí phách nha. Ngoài ra còn có thể lên mặt với cận vệ là dù ngây thơ thuần khiết vẫn có người cam tâm tình nguyện để gửi gắm con tim, không phải là cứ ăn chơi bad boy ra vào mấy câu lạc bộ thì mới có bạn gái. Cận vệ đương nhiên lập tức vỗ tay tán thưởng, cậu Luân số 1, cậu Luân số giác luôn. Ê, nhưng nghe cận vệ của cậu Khả nói cô gái kia chỉ mượn cậu ấy làm tấm bình phong thôi mà. Ừ thì cứ vỗ tay đi, nếu nói ra thật sự còn không sợ cậu Luân đau lòng đến khóc hết nước mắt hay sao? Cái loại tình huống thất vọng rồi lăn ra ngất xỉu gì đó chúng tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu chủ như vậy, cực kỳ mỏng manh mà yếu đuối mà. Hôm nay là Giáng sinh, bình thường vào ngày này ai có đôi có cặp sẽ dắt nhau đi chơi, trao tay những món quà kỷ niệm, hùng hết đủ các thể loại đặc biệt lãng mạn nha. Nói không chừng còn có thể dắt nhau vào mộng cùng sản xuất em bé nữa. Nhưng Cố Nhạc Luân không có kế hoạch gì hết, đúng là ế độ mà. Trong suốt buổi học hôm nay cậu đã suy nghĩ mãi làm thế nào để giải thích cho Bạch Khả biết về chuyện tối nay cậu không có hẹn, chắc chắn em ấy lại trêu chọc cậu cho mà xem. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông được, Cố Nhạc Luân cuối cùng đành đưa ra một quyết định táo bạo, đi chơi một mình. Nhưng ba chú cận vệ của cậu thì lại cực kỳ nhiều chuyện, nếu đi theo thì sẽ về kể lại cho cận vệ của Bạch Khả nghe, bại lộ tất cả. Không được, không để cho bọn họ đi theo như thế được, nghĩ thế cho nên cuối giờ học, Cố Nhạc Luân tập hợp ba cận vệ của mình lại. Cậu Luân cần gì ạ? À? Cậu Luân gợi ý quà Giáng sinh cho bạn gái à? Hay cần chúng tôi giới thiệu khách sạn? Hai người trước đồng loạt nhìn chú cận vệ thứ ba, biểu tình cứ như nói bậy gì vậy. Cậu Luân ngây thơ như thế làm gì được bước đến khách sạn? Phải tư vấn tặng quà, tốt nhất là tặng gấu bông cùng nến thơm thôi, biết chưa? Đúng là đầu óc đồi trụy hết thuốc chữa mà. Cố Nhạc Luân mỉm cười hiền hòa, nụ cười làm cho ai nhìn thấy cũng muốn nhào đến ôm vào lòng cưng nựng. Về phần quà thì tôi tự nghĩ được rồi, ngược lại tôi cần các chú tư vấn về khách sạn. Ở đâu yên tĩnh và sạch sẽ một chút là được, tìm chỗ chui vào đó xem tivi cho qua ngày là kế sách tốt nhất. Bộ ba cận vệ đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, sau đó biểu tình lập tức trở lại bình thường. Cậu Luân nói gì cũng đúng, cậu ấy lớn rồi, đương nhiên là phải cần vào khách sạn chứ. Ở độ tuổi của cậu ấy có người đã được làm cha, nếu hồi trẻ hăng hái không chừng đã có thể làm ông nội. Chứ đừng nói chi chuyện dẫn bạn gái vào khách sạn sờ cái này rồi nắng cái kia, chúc mừng Giáng sinh hết sức là bình thường luôn, không đòi chuyện chút nào cả. Hơn nữa còn có phần thuận theo tự nhiên, nhu cầu sinh lý của mỗi cá thể đều như vậy. Cậu có thể tùy tiện chọn một khách sạn trong hệ thống mà, khách sạn của chúng ta tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, một cận vệ đưa ý kiến. Nhưng vấn đề là tôi không muốn chọn khách sạn trong tập đoàn, làm gì cũng sẽ bị ba ba và daddy biết. Cố Nhạc Luân thở dài một hơi, má phính cũng sệ xuống nữa. Cận vệ đồng loạt chua xót, tưởng chừng như có thể một cách không kiềm chế được sẽ bay lại mà nâng niu đôi gò má múp múp kia, thật không nỡ để chúng sệ xuống một giây phút nào cả. Vậy cậu chủ đến khách sạn của Quách Thị đi. Nếu nói về chuyện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại nắm trong tay hầu hết các thương hiệu thời trang cao cấp thế giới, ở thành phố này Quách Thị nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Chuỗi trung tâm thương mại của Quách Thị toàn bộ đều nằm trên những con đường long mạch, trọng điểm để đón tiếp khách du lịch và tầng lớp siêu giàu ở địa phương ăn chơi xa xỉ, mua sắm bạc tỷ những thương hiệu thời trang loại đỉnh cao như Hermes, Dior, Cartier, Rolex hay Chanel v.v. đều là một phần không thể thiếu khi nhắc đến Quách Thị. Và đêm nay Cố Nhạc Luân sẽ đến một trong số những khách sạn cao cấp nhất của Quách Thị đón Giáng sinh.
Sau khi thành công dùng cớ cho phép nghỉ ngơi tối nay thì không nỡ bóc lột sức lao động cũng như là bồi dưỡng lại tinh thần ham ăn lễ của đội cận vệ để đuổi người. Cố Nhạc Lương đã có thể thông dong lái xe ra ngoài, thoáng chút là đến được khách sạn Legend, nơi cách xa nhà cậu nhất. Việc cố tiểu lương của chúng ta sẽ bị phát hiện, nhưng là bị gia đình phát hiện nữa. Ba Ba và Daddy luôn luôn có mấy tiết mục kỳ quái ăn mừng lễ lộc gì đó. Ví dụ như Giáng sinh năm ngoái, hai người bọn họ trắng trợn lừa dối con cái rằng bản thân không có tiết mục gì, chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi cho qua lễ. Cố Nhạc Luân thấy vậy đành lôi em trai ra ngoài xem trang trí đèn đuốc, thuận tiện hít một chút không khí xe lạnh hay ho. Nào ngờ bắt gặp Ba Ba và Daddy cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Hương Thảo, nơi chủ yếu dùng thực vật chế biến món ăn, tóm lại là đồ chai. Bên cạnh mỗi người đều có một đôi găng tay cột dây riêu băng, luồn qua nhìn sơ là biết quà tặng lại còn là màu tím nữa, hù chết người mà. Sau này nghe cận vệ thông tin lại mới biết rằng ăn chay là một biện pháp tốt để điều tức chỗ đó, tránh cho sinh hoạt quá độ làm tổn thương cũng như là tăng tính đàn hồi. Còn găng tay tím, Cố Nhạc Lương vẫn cứ ám ảnh cái tình tiết này. Cận vệ nhanh chóng trưng ra một bức ảnh, trong đó là một loạt đôi găng tay đủ màu sắc, xanh đỏ, tím vàng, lục cam, lam hồng, mỗi màu đều có hai đôi cả. Cái này là có ý gì vậy? Cận vệ đồng loạt chật lưỡi. Đúng là đại thiếu gia nghe thơ thuần khiết, cái gì cũng chưa hiểu, thật khiến người ta yêu thương mà. Thím hai quét dọn đã chụp được ngăn tủ dưới cùng trong phòng quần áo của ông chủ. Mỗi năm Giáng sinh bọn họ đều tìm mua một màu sắc khác để tặng cho nhau. Có điều quà tặng đều cùng là găng tay rẻ tiền ở tiệm tạp hóa. Cận vệ tranh thủ cảm thán một chút. Tuy thường ngày hai ông chủ trả lương đầy đủ, thậm chí còn cho thêm nữa, nhưng trong khoản quà tặng cá nhân có phải keo kiệt quá rồi không? Thập phần không ra dáng thương gia giàu có gì cả. Mấy ông chủ lớn bây giờ toàn tặng vợ hột xoàn to bằng hột xoài, còn nếu vợ là nam nhân thì phải tặng siêu xe mới hợp lý chứ, biết chưa? Nghĩ thế liền nổi hứng nhiều chuyện một chút. Ba người đứng vây quanh Cố Nhạc Luân lắm la lắm lét sợ có người phát hiện, dùng âm điệu nhỏ nhất để hỏi: "Cậu Luân, ông chủ Cố đã từng tặng vật gì có giá trị cho ông chủ Bạch chưa vậy?" "Ủa, các chú hỏi có vấn đề này làm gì ạ?" "Đương nhiên rất là quan trọng rồi. Nếu như từ lúc hẹn hò đến kết hôn chỉ toàn tặng găng tay, sau khi kết hôn cũng như vậy thì nhất định là người keo kiệt. Mà bản tính keo kiệt rất hay di truyền. Dù cậu hai có đáng yêu đến mức nào, nhưng nếu bị lây nhiễm tính này từ ông chủ Cố thì quả thật chỉ số khiến người thích sẽ bị tuột xuống 0,5% đó." "Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm, thập phần là phải hỏi cho ra lẽ." "Đương nhiên là vì quan tâm gia đình cậu chủ rồi, trắng trợn lấp liếm." Cố Nhạc Lương cũng không suy nghĩ quá nhiều, một mạch cho rằng cận vệ làm việc lâu năm, tắc mắc một chút về gia chủ là chuyện đương nhiên, cho nên lúc này cậu đang chiêm nghiệm xem Ba Ba đã tặng Daddy thứ gì quý giá. Cận vệ một bên nhìn nhau suy nghĩ lâu như vậy chắc chắn không có gì rồi, quả thực không ngoài dự đoán mà, ông chủ Cố chính là một keo kiệt công. Sau một lúc Cố Nhạc Lương rốt cuộc cũng có phản ứng. Theo lời Ba Ba kể, ngày xưa đã có lần Ba Ba dự định tặng cho Daddy tất cả cổ phiếu trong tập đoàn. Cận vệ tập thể hít hơi lạnh, trợn mắt nhìn nhau. Cả một tập đoàn ở đây không còn gọi là hảo phóng nữa, mà quả thực chính là mất trí. Vào dịp gì, ông chủ Bạch có nhận không? Loại chuyện kích thích như vậy chúng tôi thập phần muốn nghe thêm nữa. Không vào dịp gì cả, Cố Nhạc Lương tỉnh bơ à? Cận vệ lại một lần nữa hít khí lạnh, một người còn có dấu hiệu hít thích khí quá đà đến muốn sặc. Không nhân dịp gì cả mà đem cả Giang Sơn trao tặng. Ngày xưa ông vua gì đó mất nước vì nụ cười của mỹ nhân, cũng coi như là phá sản có mục đích đi. Đằng này ông chủ Cố không vì lý do gì mà dám đem cổ phần của tập đoàn cho hết, quả thật là hào phóng đến điên cuồng rồi. Nhưng Daddy không có nhận. Cố Nhạc Lương nói thêm, Daddy tính tình chính trực lắm, nhất định không công không thụ lộc, nên giằng co nhiều lần lắm mới chịu nhận 50% đó. Wow, cần vậy lập tức cười vui vẻ rời đi. Quả thật chúng ta không chọn làm chủ rồi, cậu Lương khả năng cao là được di truyền cá tính hào phóng đó của ông chủ Cố, còn cậu cả rất có thể sẽ giống ông chủ Bạch, được tặng tiền không thèm, thập phần thiệt thòi không thèm nhận. Nhất là thuộc hạ đi theo sẽ thiệt thòi không ít, nếu không muốn nói là thiệt thòi nhiều nhất. Đúng vậy, không lấy có thể giả vờ nhận để chia cho chúng thuộc hạ mà. Đằng này là cao ngạo trả lại, cứ nhiên là không thức thời rồi, không phải nam tử hán. Hiện tại ba người cận vệ đang hẹn nhau ra quán nhậu Lòng Bò Đậu Đường ăn mừng Giáng sinh. Trước khi được nghỉ, cậu hai còn thưởng cho mỗi người 1.000 đồng, ta hồ lai rai tới sáng, dư sức gọi thêm vài cân lòng bò mang về cất tủ lạnh ăn dần khi đói. Quả thực đại ngộ tốt không gì sánh bằng.
Mặt khác, cố nhạc Luân đang đi vào bàn lễ tân đưa chứng minh thư. Tôi muốn thuê một phòng deluxe ở đây đêm nay, phiền cô giúp đỡ. Quả nhiên vừa đẹp trai vừa lịch thiệp, cô gái lễ tân một mắt giúp cố nhạc Luân tìm phòng, mắt còn lại len lén liếc nhìn cậu. Cho nên đã chọn nhầm phòng, phòng của anh là phòng 536. Anh đi theo hướng này đến cuối hành lang gặp thang máy, sẽ có người hướng dẫn cho anh nha, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Lễ tân cười toe toét đưa thẻ phòng cho cố nhạc Luân. Cậu sinh viên năm cuối dễ thương, trong trẻo, thuần khiết, thánh thiện nhất quả đất là con nhà giàu. Hiện có bạn gái nhưng không hề hẹn hò. Cố Nhạc Luân đang từng bước tiếp cận vận mệnh tuyệt vời nhất của đời mình. Trong căn phòng đó, Quách Khải đang cùng bạn bè mở party Giáng sinh. Chúng ta vừa nghe qua chương 3 của truyện Luân Khả Khải Hoàng với tên gọi Kế hoạch đêm Giáng sinh của tác giả Catherine. Và đến đây anh Khoa xin được phép nói lời tạm biệt cũng như hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.